Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra hai trường hợp hai hố đen nuốt chửng những ngôi sao neutron. Chúng là những vật thể được cho là đặc nhất vũ trụ. Sóng hấp dẫn phát ra từ hai sự kiện trên đã được truyền tới trái đất vào tháng 1 năm 2020, cho phép các nhà thiên văn học lần theo dấu vết của những vụ va chạm này, để xác định thời điểm chúng xảy ra trong những thiên hà xa xôi, cách chúng ta 900 triệu năm ánh sáng, và 1 tỷ năm ánh sáng. Nghiên cứu với sự tham gia của 1.000 nhà khoa học này đã được công bố trên The Astrophysical Journal Letters ngày 29 tháng 6. Những phát hiện trên có thể giúp các nhà khoa học giải mã những bí ẩn về vũ trụ và nguồn gốc đa dạng của sóng hấp dẫn. Sóng hấp dẫn được tạo ra khi hai vật thể vô cùng lớn trong vũ trụ di chuyển và va chạm với nhau, chẳng hạn như một cặp hố đen hoặc một cặp sao neutron. Trong khi các nhà khoa học cho rằng việc va chạm giữa các hố đen với các sao neutron có thể xảy ra, thì họ chưa tìm thấy bằng chứng cho sự kiện này. Các hố đen và sao neutron đều là kết quả từ cái chết của một ngôi sao. Khi những ngôi sao chết đi, chúng sụp xuống thành những hố đen, nuốt chửng tất cả vật chất xung quanh nó. Hoặc chúng cũng có thể tạo thành sao neutron, vật thể đặc đến khó tin, vốn là những gì còn lại sau khi một ngôi sao phát nổ. Hai sự kiện va chạm trên xảy ra chỉ cách nhau 10 ngày, trong đó, một sự kiện được phát hiện vào ngày 5 tháng 1 năm 2020 và sự kiện thứ hai được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 2020. Chúng được phát hiện bởi đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế LIGO tại Mỹ và đài quan sát sóng hấp dẫn Virgo nằm tại Italy. Trong sự kiện ngày 5 tháng 1, còn được gọi là GW200105, một hố đen gấp 9 lần khối lượng mặt trời đã nuốt chửng một sao neutron nặng gấp 1,9 lần khối lượng mặt trời của chúng ta. Trong cuộc va chạm ngày 15 tháng 1, còn được gọi là GW200115, một hố đen nặng gấp 6 lần mặt trời đã nuốt chửng một sao neutron nặng gấp 1,5 lần khối lượng mặt trời. Theo Susan Scott, đồng tác giả của nghiên cứu trên và là giáo sư tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Hấp dẫn thuộc Trường Nghiên cứu Vật lý tại Đại học Quốc gia Australia nhận định. Những cuộc va chạm này làm rung chuyển vũ trụ và chúng tôi đã phát hiện ra những tín hiệu được truyền đi từ các sự kiện này. Theo Astrid Lambers, đồng tác giả nghiên cứu trên và là một nhà khoa học tại Pháp nhận định. Với phát hiện mới về vụ sáp nhập các hố đen và sao neutron bên ngoài thiên hà của chúng ta, chúng tôi đã phát hiện ra hệ sao nhị phân biến mất. Chúng tôi cuối cùng đã có thể bắt đầu hiểu về việc làm thế nào mà nhiều hệ thống sao này tồn tại, chúng nhập vào nhau thường xuyên như thế nào, và tại sao chúng ta vẫn chưa thấy chúng trong dải ngân hà. Không có ánh sáng được phát hiện trong cả hai sự kiện trên, nhưng điều đó không khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên bởi khoảng cách quá xa và các hố đen có khối lượng đủ lớn để nuốt chửng các sao neutron. Theo Maya Fitzbuck, một thành viên của Hiệp hội Khoa học LIGO nhận định, hiện nay, chúng tôi đã quan sát được những trường hợp đầu tiên về các cuộc sáp nhập hố đen với sao neutron, vì thế chúng tôi biết được rằng hiện tượng này có tồn tại ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về sao neutron và hố đen, như chúng lớn nhỏ như thế nào, quay nhanh ra sao, sáp nhập với nhau thế nào. Với dữ liệu sóng hấp dẫn trong tương lai, chúng tôi sẽ có những dữ liệu thống kê để trả lời các câu hỏi này. Và cuối cùng sẽ biết được những vật thể dữ dội nhất trong vũ trụ được tạo ra như thế nào. Cách hiểu đơn giản về hố đen vũ trụ và sóng hấp dẫn. Biết rằng, việc tìm ra sóng hấp dẫn là một sự kiện lịch sử, nhưng rốt cục sóng hấp dẫn là gì? Vào ngày 11 tháng 2 năm 2016, giới khoa học đã chính thức công bố về việc phát hiện ra sóng hấp dẫn phát ra từ một vụ va chạm kinh thiên động địa giữa hai hố đen vũ trụ khổng lồ. Nhưng sóng hấp dẫn và hố đen vũ trụ là những khái niệm chỉ có những người đam mê vật lý mới có thể am tường. Vậy còn người bình thường, chúng ta sẽ phải hiểu hai khái niệm này như thế nào? Đầu tiên, hố đen vũ trụ. Hố đen là nơi có trọng lực vô cùng lớn trong vũ trụ, có thể hút tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả ánh sáng. Tại sao hố đen lại có lực hút mạnh đến vậy? Trước tiên, cần biết rằng, hố đen được hình thành sau khi một ngôi sao có khối lượng cực lớn sụp đổ. Một ngôi sao sẽ có các giai đoạn sau đây.
giai đoạn đầu tiên là hình thành. Tiếp theo, trương nở thành sao khổng lồ đỏ, và rồi khi đến cuối đời, sẽ phát ra vụ nổ siêu tân tinh, supernova. Vụ nổ sẽ khiến khối vật chất trong ngôi sao sụp đổ, nén vào trong một không gian rất hẹp, và đây là lúc hố đen được hình thành. Để đơn giản hơn, hãy thử tưởng tượng bạn cầm trái đất trong lòng bàn tay, rồi bóp vặn, nhồi nhét vào trong một chiếc hộp có kích cỡ chỉ bằng một hạt cát. Để làm được điều đó sẽ cần một lực nén vô cùng lớn, đủ sức nghiền nát mọi dạng vật chất lọt vào. Trong khi đó, điều kiện để hình thành hố đen là ngôi sao đó phải có khối lượng lớn gấp 10 lần mặt trời. Việc nhồi một khối lượng vật chất khổng lồ như vậy vào không gian cực hẹp là lý do vì sao hố đen lại có lực hút vô cùng khủng khiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với sóng hấp dẫn. Đây là một khái niệm trong thuyết tương đối được Einstein đưa ra vào năm 1915. Trong đó Einstein cho rằng vũ trụ là một khoảng không thời gian không hề cố định và có tính chất giống như bể bơi vậy. Khi ta chạm tay vào nước và di chuyển, ta sẽ thấy từng đợt sóng dao động lan tỏa đi khắp mặt nước. Vũ trụ cũng vậy. Theo Einstein, hiện tượng tương tự sẽ xảy ra khi một vật thể có khối lượng lớn di chuyển trong vũ trụ. Sự di chuyển đó sẽ phát ra các năng lượng dưới dạng sóng, và chúng ta gọi đó là sóng hấp dẫn. Về lý thuyết, các vật thể có khối lượng lớn di chuyển trong vũ trụ, như trái đất và các tinh cầu, đều tạo ra sóng hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng giống như khi ta chạm nhẹ đầu ngón tay xuống mặt nước, năng lượng phát ra là quá nhỏ và không thể quan sát. Chỉ đến khi sự kiện hai hố đen vũ trụ hợp thể xảy ra, tạo thành một nguồn năng lượng gấp 50 lần tổng năng lượng của tất cả ngôi sao trong vũ trụ này, nhân loại mới có thể xác nhận được sự tồn tại của hiện tượng này. Với việc xác nhận sự tồn tại của sóng hấp dẫn, chúng ta cũng chính thức xác nhận luôn một điều: không thời gian có thể bị bẻ cong. Giờ hãy tưởng tượng đơn giản, bạn ở Việt Nam và muốn sang Mỹ chơi. Thông thường, khoảng cách ngắn nhất là đường chim bay thẳng cánh. Nhưng với lý thuyết bẻ cong được không gian, ta có thể gập bản đồ thế giới, đưa Mỹ và Việt Nam sát lại. Đó cũng chính là lời giải cho ước mơ du hành vũ trụ của con người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!